Nhà người Dao ở Cao Bồ, Tham Vè, Hà Giang, đi trải nghiệm nhà vệ sinh thì kinh gọi là cầu tiêu. Đó. Mở cửa đi vào. À, mình thử thả một cái miếng này xem là có con nào. Đó. Đấy, tiểu tiện hay đại tiện thì cá ra đâu hết.